Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh Văn hóa Tâm linh Việt. Hôm nay chúng tôi cùng các bạn sẽ đi tìm hiểu về đền và lăng Sĩ Nhiếp được đặt tại thôn Tam Á, xã Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Quần thể đền và lăng nằm ngay cạnh quốc lộ 17, cách chùa Dâu gần 3 km, cách lăng Kinh Dương Vương tầm 5 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 30 km về phía đông. Nằm dưới những bóng cây cổ thụ lâu đời, khu di tích cổ kính, trầm mặc lưu lại cho hậu thế câu chuyện về người đã mở mang việc dạy và học chữ Hán ở Việt Nam. Trong thần tích ngôi đền còn kể lại, Sĩ Nhiếp sinh năm 137, mất năm 226, là thái thú cai trị đất Giao Chỉ vào thời Bắc thuộc. Sĩ Nhiếp tự là Ngạn Uy, tổ tiên của ông là người Vấn Dương ở nước Lỗ. Khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, tổ tiên của Sĩ Nhiếp mới lánh nạn sang đất ở Quảng Tín, quận Thương Ngô. Đến đời ông cụ thân sinh ra Sĩ Nhiếp đã là 6 đời. Ông thân sinh tên là Sĩ Tứ, làm thái thú ở quận Nhật Nam. Thời Hán Hoàng đế cho Sĩ Nhiếp về du học ở Kinh Sư, theo học Lưu Tử Kỳ, người Dĩnh Xuyên, chuyên trị sách Tả Thị Xuân Thu. Sĩ Nhiếp đỗ Hiếu Liêm, được bổ Thượng Thư Lang, vì việc công mà bị miễn chức, rồi lại về chịu tang cha. Sau lại đỗ Mậu Tài, bổ làm huyện lệnh Vu Dương, sau đổi làm thái thú quận Giao Chỉ, được tước Long Độ Đình Hầu, đóng đô ở Liên Lâu, tức Long Biên, vùng Dâu, Ly Lâu ngày nay. Ngài là một vị quan cai trị nổi tiếng, có tài đức độ. Sử gia Ngô Sĩ Liên cũng đã từng viết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư về Sĩ Nhiếp: độ lượng, khoan hậu, khiêm tốn, kính trọng kẻ sĩ, người trong nước yêu mến, đều gọi là vương. Các danh sĩ nhà Hán tránh nạn sang nương tựa có hàng trăm người. Ngài được các triều đại phong kiến sau này ban tặng rất nhiều đạo sắc phong và được suy tôn là một trong những nhân vật mở đường cho Nho giáo vào Việt Nam, tôn vinh là Nam Giao Học Tổ. Khu di tích đền và lăng mộ Sĩ Nhiếp, tức là Nam Giao Học Tổ, nằm trên một gò đất cao phía tây bắc cuối làng Tam Á, là nơi mà theo các tài liệu và văn bia còn được lưu giữ tại đây cho biết chính là nơi Sĩ Nhiếp đã mở trường dạy chữ Hán và truyền thụ Nho giáo đầu tiên ở nước ta. Từ ngoài đi vào khu đền là cổng Tam Quan, kiến trúc cổ kính, 2 tầng 8 mái. Trước đây là cổng Ngũ Môn, nhưng nay đã bịt hai cửa hai bên. Trên cổng phía ngoài vẫn còn rõ 4 chữ Hán đắp nổi: Nam Giao Học Tổ. Và ở phía trong là 4 chữ Hán: Hữu Công Nho Giáo. Qua cổng Tam Quan là khoảng sân rộng, hai bên là 2 dãy hành lang. Bên phía tay trái lối vào tính từ cổng có tháp chuông, bên tay phải có tháp để trống. Ngôi đền thờ hiện nay được tạo dựng theo kiểu chữ đinh, gồm 5 gian tiền tế ở phía trước, tiếp nối là 3 gian hậu cung. Trong gian tiền tế có bức đại tự Thủy Vạn Thế, nghĩa là Đức Tổ Tông muôn thuở sáng ngời. Ở phía ngoài, hai bên là các tượng trầu đắp bằng đất được sơn son thiếp vàng, mũ áo chỉnh tề, tạo dáng phủ phục. Ở ban thờ trong cùng, phía sát cung cấm còn để thờ mũ của ngài, được bảo vệ bởi chiếc bao bảo vệ trông giống như hình quả chuông. Như người dân kể lại, vào những năm chiến tranh, nhân dân ta chủ động đốt ngôi đền để tiêu thủ kháng chiến.
Dù đã đốt 4 đêm bằng dầu hỏa với rơm rạ, nhưng ngôi đền vẫn không bị cháy. Trong hậu cung, tượng thờ Sĩ Nhiếp được làm bằng đồng. Theo như truyền thuyết xưa, thì Sĩ Nhiếp chính là người đã cho xây dựng Luy Lâu thành trị sở cai trị và trung tâm kinh tế văn hóa ở Giao Châu. Thành Luy Lâu được tu bổ, mở rộng với quy mô to lớn, trở thành công trình phòng vệ kiên cố và căn cứ quân sự lợi hại. Ông cũng là người đã cho xây chùa thờ Phật Mẫu Man Nương và các chùa thờ Tứ Pháp vẫn còn đến ngày nay. Ông được nhân dân yêu mến và viết nên bài thơ Hùng cứ một phương đất Giao Châu, nội trị ngoại giao khéo những là, giữ yên bờ cõi thời loạn lạc, những bậc chí hùng lẽ nào hơn. Thời ông cực thịnh, dân yêu mến, sớm khánh chiều chuông, sáo kèn vang, ngựa xe nô nức người đi lại, Luy Lâu há lại kém Trường An. Việc quan nhàn rỗi siêng đèn sách, góp dựng nên nền đất hiến văn, dạy dân thông hiểu điều thi lễ, xứng là tổ học đất trời Nam. Lăng mộ nghìn thu cừu trấn phục, tam quan cổng đón đất nho sinh, ngày dương tối nguyệt thánh trì tụng, con cháu nơi này mãi vinh quy. Khu vực lăng mộ trước đây là cánh rừng cổ thụ rộng 4 mẫu. Tương truyền khi ngài mất, 99 người học trò về đây viếng thầy, mỗi người mang theo một nắm cơm. Nhưng vì thương nhớ thầy, không ai cầm lòng mà ăn được nên đã để lại, sau này hóa thành 99 gò nổi xung quanh khu lăng mộ. Câu chuyện nhuốm màu huyền tích về tình cảm xót thương của những người học trò dành cho người thầy đáng kính. Giờ đây câu chuyện đã hóa thành đất đai, gò đống như minh chứng cho sự trường tồn của tình nghĩa thầy trò. Lăng Sĩ Nhiếp nằm ở phía tây bắc, trách phía sau đền. Hiện nay không còn rộng như trước. Khu vực lăng là một khoảng đất nhỏ. Ở giữa phía trước lăng là ban thờ với bát hương, xung quanh xây tường hoa có con tiện ở phía trên, tạo nên tổng thể lăng hình bát giác. Nhìn từ trên xuống trông giống các cạnh của gương bát quái. Ở phía đối diện, nhìn từ phía bậc lên, ta sẽ thấy 3 chữ Hán Sĩ Nhiếp Lăng. Nhưng do dấu ấn thời gian, chữ sĩ đã bị rơi nét ngang ở phía dưới. Nếu nhìn kỹ chỉ thấy còn mờ mờ, mà hiện nay chỉ còn chữ thập ở phía trên. Trong lăng là phần đất mà ở giữa được nhô lên cao hơn và thoải dần ra phía xung quanh. Dấu ấn nổi bật ở khu vực lăng của ngài là một con cừu đá nằm quỳ phục trước lăng. Tương truyền do các cao tăng Ấn Độ khi về đây thuyết pháp đã tạc nên. Trước đây vốn có 2 con. Có truyền thuyết kể lại rằng do ngài Sĩ Nhiếp đã đem tặng chùa dâu 1 con. Nhưng cũng có truyền thuyết kể lại rằng 1 con chạy ra ruộng phá lúa của dân. Mẫu Man Nương đã làm phép đánh lõm lưng và bắt về chùa dâu quy tập. Cho đến nay 1 con cừu vẫn phủ phục trước lăng Sĩ Nhiếp. Con còn lại thì vẫn nằm dưới chân tháp Hòa Phong ở chùa dâu. Là một trong những di tích đã được nhà nước xếp hạng và cấp bằng công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1993, lăng Sĩ Nhiếp là một điểm tham quan du lịch văn hóa tâm linh quan trọng ở vùng đất Bắc Ninh. Nơi đây được nhân dân địa phương duy trì hương khói thờ phụng quanh năm, nên quý vị có thể đến thăm viếng bất kỳ thời gian nào. Hàng năm còn tổ chức lễ hội vào ngày 7 tháng Giêng là ngày mất của cụ Sĩ Nhiếp. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên ấn thích, ấn đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những thông tin hữu ích
về văn hóa tâm linh của dân tộc. Hãy ấn đăng ký luôn, vì tôi biết quý vị cũng là những người có tấm lòng hướng tới cội nguồn, để cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.